Sau đây là phần tin quốc tế. Người cha 28 tuổi bị truy tố tội giết người theo sau vụ cháy nhà ở phía tây Sydney làm cho ba đứa con thiệt mạng, trong đó có bé gái 5 tháng tuổi. Anh ta phóng hỏa đốt nhà trong khi vợ và 7 đứa con ở trong nhà. Trong cuộc họp báo, ông Daniel Doherty Thuộc cảnh sát tiểu bang New South Wales cho biết, cửa bị khóa nên cản trở những người ở trong nhà thoát ra ngoài. Đây là một trong những vụ cha mẹ giết chết con cái tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của tiểu bang. Anh ta bị truy tố 3 tội giết người, 5 tội âm mưu giết người và phá hủy nhà cửa với ý định gây nguy hiểm cho tính mạng. Cơ quan cứu hỏa được gọi đến Laylor Park, cách trung tâm Sydney khoảng 35 km về phía tây. Lúc khoảng 1 giờ sáng chủ nhật sau khi ngọn lửa bao trùm căn nhà Hai bé trai 2 và 6 tuổi và bé gái 5 tháng tuổi thiệt mạng trong đám cháy Người mẹ 29 tuổi, ba bé trai từ 4 đến 11 tuổi và bé gái 9 tuổi được đưa đến bệnh viện Người phụ nữ đã rời nhà thương, sức khỏe của các em ổn định Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Cộng luyện tập tấn công chiến đấu cờ Hoa Kỳ Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy là quân đội Trung Cộng đã luyện tập tấn công chiến đấu cơ và hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ trong sa mạc ở tại Tân Cương. Hé lộ manh mối về chiến lược của Trung Cộng trong trường hợp xảy ra xung đột. Hình ảnh từ Google Earth ngày 29 tháng 5 cho thấy mô hình hàng không mẫu hạm và hơn 20 mô hình phi cơ trông giống chiến đấu cơ tàng hình của Hoa Kỳ. Bài viết kèm theo bốn hình ảnh vệ tinh trên trang X của Class Report cho biết rằng phi công không quân Trung Cộng luyện tập tấn công mô hình chiến đấu cơ F-35 và F-22 của Hoa Kỳ. Và trong blog quân sự xác định địa điểm trên đó là Kakilik ở tại sa mạc Taklam -namakan. Nhiều mô hình có vẻ như bị hư hỏng nặng. Và theo ông Colin Core, thì nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaranam ở tại Singapore, thì cuộc diễn tập cho thấy nỗ lực của giải phóng quân để chế tạo hỏa tiến đạn đạo tầm xa và hỏa tiến hành trình để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng hải quân Hoa Kỳ và đồng minh trong nói chung sẽ là mục tiêu tự nhiên vì khả năng mạnh của họ, được Bắc Kinh xem là mối đe dọa. Nếu cuộc diễn tập sử dụng hỏa tiến liên lục địa có lẽ giải phóng quân luyện tập tấn công các mục tiêu như là Guam, Alaska hay Hawaii. Giải phóng quân lâu nay nhấn mạnh các cuộc diễn tập của họ không nhắm vào bất kỳ bên nào, nhưng mục tiêu giả thì thỉnh thoảng tiết lộ kế hoạch của Trung Cộng. Vô tình hoặc cố ý, vào năm 2015, tại CCTV đã phát hình ảnh của quân nhân tham gia trận giả gần một tòa nhà trông gần giống như văn phòng Tổng thống Đài Loan nâng cao sức khỏe thân thể và tâm lý trở thành chuyện cười ở tỉnh Yamagata của Nhật Bản. Sức khỏe tốt trở thành chuyện cười đối với khoảng 1 triệu người ở tỉnh Yamagata của Nhật Bản. Sau khi các nhà lập pháp thông qua nghị định khuyến khích người dân địa phương cười ít nhất một lần mỗi ngày, Nghị định được thông qua hôm 5 tháng 7 sau khi đa số trong hội đồng tỉnh bỏ phiếu kêu gọi người dân xem cười là thói quen hàng ngày để nâng cao sức khỏe thân thể và tâm lý. Nguồn gốc của quy định này bắt nguồn từ kết luận đăng tải trên tạp chí Journal of Epidemiology năm 2020 của các nhà nghiên cứu từ Đại học Yamagata. Nhóm nghiên cứu cho rằng tần suất cười có thể giảm nguy cơ bị bệnh tim và sống lâu hơn Hội đồng tỉnh quy định ngày 8 hàng tháng là ngày cười để nâng cao sức khỏe thông qua tiếng cười. Chủ lao động cũng cần khuyến khích nâng cao sức khỏe thân thể và tâm thần bằng cách tạo ra môi trường làm việc đầy ấp tiếng cười. Quy định này do Đảng Dân Chủ Tự Do LDP soạn thảo. Các nhà luật pháp đối lập từ các đảng và đảng Cộng sản Nhật Bản CJP bỏ phiếu phản đối với lý do vi phạm nhân quyền của những người khó cười do bị bệnh hay bị thương. Một nhà lập pháp nói rằng chính quyền cần xem xét làm thế nào người dân có thể cười khi công việc không ổn định, lương thấp và chi phí cuộc sống tăng cao. Thay vào đó, chính quyền phải giải quyết những khó khăn dân chúng đối diện. Lúc đó, người dân sẽ cười tươi. Khu trục hạm của Hải quân Nhật Bản đi vào lãnh hải Trung Cộng gần Đài Loan Một khu trục hạm Hải quân Nhật Bản đi vào lãnh hải Trung Cộng gần với Đài Loan đầu tháng này mà không thông báo với Trung Cộng khiến cho Bắc Kinh đã bày tỏ sự lo ngại. Hãng thông tấn Kyodo đã dẫn lời các nguồn tin của ngoại giao cho biết là khu trục hạm Suki của lực lượng tự vệ biển Nhật Bản đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang vào hôm 4 tháng 7, nơi mà Trung Cộng công bố là họ sẽ tiến hành tập trận hải quân. Và Đài ANTV dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chiếc tàu Suki đi vào vùng biển này mà không thông báo với Trung Cộng Suzuki được giao nhiệm vụ theo dõi các cuộc tập trận hòa tiến của Trung Cộng ở biển Hoa Đông. Và khu trục hạm đi vào lãnh hải 12 hải lý gần bờ biển của Chiết Giang trong khoảng 20 phút trước khi tàu Trung Cộng đưa ra cảnh báo. Và Bắc Kinh bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng với Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mở cuộc điều tra xét hỏi thuyền trưởng của chiếc tàu Suzuki và chưa rõ ý định của thủy thủ đoàn. Tàu tuần duyên và hải quân của Trung Cộng đi vào lãnh hải của Nhật Bản, trong đó có lần vào hồi tháng 6 năm ngoái khi mà Tokyo trao công hàm phản đối Bắc Kinh. Sau khi hải quân của Trung Cộng đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần với đảo Yakushima. Vào hồi tháng 12 thì quân đội Trung Cộng cho biết rằng một chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ đã xâm nhập trái phép vùng biển gần một bãi đá tranh chấp ở tại biển Đâm. Nơi đây, xảy ra nhiều cuộc đối đầu với các nước láng giềng, trong đó có Philippines. Người bơi lội được cứu thoát cách bờ biển 80 km ở Nhật Bản sau 36 giờ. Một phụ nữ bơi lội tại một bãi biển ở Nhật Bản và bị cuốn trôi ra biển, được cứu thoát cách bờ biển khoảng 80 km sau 36 giờ. Tuần duyên địa phương mở cuộc tìm kiếm và cứu nạn sau khi nhận được tin về người phụ nữ hơn 20 tuổi ở khu vực Shizuoka tối thứ Hai. Theo một viên chức tuần duyên Nhật Bản, gần 8 giờ tối ngày 8 tháng 7, tuần duyên nhận được tin sau khi bạn của người phụ nữ đó đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó trình báo cô ta mất tích. Người phụ nữ nói với nhóm cứu nạn rằng cô bị cuốn trôi ra biển và không thể quay lại bãi biển trong khi cô bơi với phao cao su. Cuối cùng một tàu chở hàng nhìn thấy cô ngoài khơi cực nam của bán đảo Bô Sô lúc gần 8 giờ sáng thứ tư. Hai thuyền viên của một tàu hàng nhỏ hơn ở gần đó được liên lạc qua radio đã nhảy xuống biển cứu cô gái. Viên chức tuần duyên cho biết theo đường thẳng từ bãi biển đến địa điểm cô ta được cứu thoát là khoảng 80 km. Nhưng có lẽ cô ta đã trôi dạt khoảng cách lớn hơn nhiều. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện sau khi được cứu thoát nhưng không cần phải ở lại nhà thương vì cô vẫn tỉnh táo và tình trạng mất nước không nguy hiểm đến tính mạng. Quân đội của Israel ra lệnh cho toàn bộ người Palestine di tản ra khỏi thành phố lớn nhất Gaza. Quân đội Israel ra lệnh cho toàn bộ người Palestine di tản khỏi khu vực đô thị của thành phố Gaza, nơi mà hơn nửa triệu người từng sinh sống, ít nhất là 38.000 người ở Gaza chủ yếu là thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của israel quân đội israel thả hàng ngàn truyền đơn xuống thành phố gaza vào hôm thứ tư yêu cầu toàn bộ người dân đi di tản và truyền đơn công bố những tuyến đường di tản và cảnh báo khu vực đô thị vẫn là vùng chiến sự nguy hiểm yêu cầu di tản được đưa ra khi lực lượng israel tấn công hamas và islamic jihad trong cuộc giao tranh ác liệt nhất của thành phố này từng chứng kiến trong nhiều tháng qua và trong một cuộc tấn công thì quân đội Israel công bố tiêu diệt nhiều phiến quân và phát hiện ra vũ khí ở bên trong trụ sở bỏ trống ở tại thành phố Gaza của cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine, UNRWA. Ở những nơi khác trên khắp Gaza thì bốn trường học đã dùng làm nơi lánh nạn đã bị tấn công trong bốn ngày qua. Khiến Pháp và Đức đã mạnh mẽ lên án gọi những cuộc tấn công này là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao của Pháp đã yêu cầu điều tra toàn diện những cuộc tấn công này, trong đó có một cuộc tấn công vào hôm thứ Ba tại một trường học gần với thành phố Khan Yunis. Không thể chấp nhận trường học bị tấn công, đặc biệt là những trường học nơi mà thường dân mất nhà cửa đến lãnh nạn. Theo ông Philippe, Philippe lãnh đạo của UNRWA, thì giao tranh mới nhất ở Gaza đã làm cho thêm 350.000 thường dân bị mất nhà cửa Ông nói rằng hoàn toàn không có chỗ nào an toàn ở Gaza. Các nhà khoa học giải thích bí ẩn tại sao Hoa Kỳ trở thành thủ phủ cá mập tấn công của thế giới. Hoa Kỳ trở thành thủ phủ cá mập tấn công của thế giới giữa một loạt các vụ cá mập cắn ở Florida, Texas, New York và California. Mặc dù Úc nổi tiếng là một điểm nóng, hơn một nửa trong số 69 vụ cá mập cắn được xác nhận trên toàn thế giới trong năm ngoái xảy ra ở Hoa Kỳ. Những con số này cũng như sự chú ý của truyền thông xung quanh các cuộc tấn công ở Hoa Kỳ, khiến nhiều người thắc mắc có phải cá mập gần bờ biển trở nên hung hăng hơn hay không. Cựu Tổng thống Trump từng cho rằng việc gia tăng sử dụng tàu thuyền điện là nguyên nhân con người bị cá mập tấn công. Các chuyên gia khác đưa ra giả thuyết Tình trạng ấm nóng toàn cầu và mực nước biển dâng cao có lẽ làm thay đổi hành vi của cá mập. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là sự kết hợp của lượng cá di cư vào bờ biển và điều kiện môi trường, trong khi các chuyên gia khác cho rằng nguyên nhân là do cố gắng làm sạch đại dương của Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia đưa ra giả thuyết cố gắng bảo tồn của Hoa Kỳ để giảm ô nhiễm ở đại dương đã làm thay đổi hành vi săn mồi của cá mập đưa chúng vào vùng biển gần đất liền hơn, nơi trước đây chúng không vào vì quá ô nhiễm. Ở một số tiểu bang như New York, công việc làm sạch các dòng sông chảy ra đại dương, giúp giảm lượng nước bẩn và ô nhiễm chảy ra biển, góp phần làm sinh vật biển hồi sinh. Ông Chris Paparo, chuyên gia cá mập tại Đại học Stony Brook ở Long Island cho biết, nhìn thấy cá mập trong hệ sinh thái địa phương đặc biệt quan trọng, vì nó là dấu hiệu cho thấy môi trường lành mạnh số vụ cá mập tấn công ở Hoa Kỳ giảm trong năm ngoái, giảm từ 41 vụ trong năm 2022, trái ngược với ý kiến cho rằng cá mập cắn ngày càng phổ biến hơn. Hoa Kỳ sẽ bắt đầu triển khai hỏa tiễn tầm xa hơn ở tại Đức vào năm 2026. Tại cuộc họp thượng đỉnh NATO vào hôm thứ Ba, thì hai nước công bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu triển khai hỏa tiễn tầm xa hơn ở Đức vào năm 2026 một bước quan trọng để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Nga đối với Âu Châu. Quyết định này sẽ đưa ra vũ khí mạnh nhất của Hoa Kỳ đến Âu Châu kể từ chiến tranh lạnh, một lời cảnh báo rõ ràng với Tổng thống Nga là Putin. Theo tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Đức từ việc triển khai theo giai đoạn đang được chuẩn bị, bao gồm hỏa tiến SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu thanh với tầm xa hơn. Việc này đã ra bị cấm theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung do Hoa Kỳ và Liên Xô ký kết vào năm 1987, nhưng hiệp ước đã tan vỡ vào năm 2019. Tuyên bố chung vào hôm thứ Tư cho biết rằng chúng ta không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đồng minh. Viện trợ sẽ được gửi thêm cho Ukraine, NATO dự tính là viện trợ quân sự cho Ukraine ít nhất là 40 tỷ euro trong năm tới nhưng không đề cập đến cam kết nhiều năm như là tổng thư ký của NATO, Jens Stoltenberg đề nghị. Tuyên bố chung cũng nhắc đến Trung cộng và gọi Trung cộng là nước hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine và nói rằng Bắc Kinh trở thành thách thức có hệ thống với an ninh của Âu châu đại Tây Dương. Ông Stoltenberg cho biết đây là lần đầu tiên NATO gọi Trung cộng là nước hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga và gọi đó là một thông điệp quan trọng. Tuyên bố chung kêu gọi Trung Cộng chấm dứt hỗ trợ vật chất và chính trị cho cuộc chiến của Nga, bày tỏ sự lo ngại về khả năng không gian của Trung Cộng, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán để giảm đi những rủi ro chiến lược. Cây đàn guitar Fender Stratocaster 1961 của ngôi sao rock Rory Gallagher chuẩn bị bán đấu giá Cây đàn guitar Fender Stratocaster 1961 của soul Rock và Blues người Ireland Rory Gallagher sẽ được bán đấu giá trong năm nay với giá ước tính là 1.28 triệu đô la. Gallagher chịu mua cây đàn guitar điện này vào năm 1963 với giá 100 bản Anh từ chủ của cửa hàng Crowley's Music Store ở thành phố Cork và dùng cây đàn này trong suốt sự nghiệp của ông và Claire Todmore, trưởng bộ phận văn hóa đại chúng của nhà đấu giá Bonham hôm thứ Tư cho biết, ngoài các buổi biểu diễn trực tiếp, đây là cây đàn guitar Gallagher sử dụng trên sân khấu và trong phòng thu âm. Cũng có một truyền thuyết cho rằng đây là cây đàn guitar Fender Strat của Gaster đầu tiên đến Ireland. Vì thế, nó cũng là cây đàn Fender Strat của Gaster quan trọng và là cây đàn quan trọng của Gallagher. Cây đàn guitar Fender Stratocaster là món đồ nổi bật trong buổi đấu giá The Rory Gallagher Collection, dự định diễn ra vào ngày 17 tháng 10 ở London và bao gồm khoảng 150 món đồ khác như đàn guitar, ampli và phụ kiện. Gallagher qua đời năm 1995 ở tuổi 47. Cây đàn guitar của ông có mặt trong nhiều cuộc triển lãm và các nghệ sĩ guitar khác như Joe Bonamassa và Johnny Moore từng biểu diễn với cây đàn này và Tomo nói rằng đây là cây đàn Fender Stratocaster dễ nhận ra nhất trên thế giới vì nó bị mòn nặng nhưng đó lại là nét đặc biệt. Những món đồ đấu giá sẽ được trưng bày nhiều ngày tại nhà đấu giá Bonhams London từ ngày 12 tháng 10. Trong số món đồ nổi bật sẽ được trưng bày ở New York và Los Angeles cuối tháng này và trong tháng 8. Khai trương tuyến đường sắt và hàng mới kết nối Malaysia, Thái Lan, Lào và Trung Cộng. Tuyến đường sắt chở hàng mới khai trương kết nối giữa Malaysia, Thái Lan, Lào và Trung Cộng được dự báo là sẽ mở ra các thị trường mới trong khu vực, giảm đi chi phí cho doanh nghiệp địa phương và người dân. Xe lửa Asian Express đầu tiên khởi hành từ nhà ga Kelana Jena ở tiểu bang Selangor của Malaysia. Ngày 27 tháng 6, với sự hiện diện của đại diện từ bốn nước, Xe lửa đến nhà ga ở tại Trùng Khánh Trung Cộng vào hôm nay với hàng hóa là đồ gia dụng điện tử và sản phẩm nông nghiệp. Một chiếc xe lửa khác đi theo chiều ngược lại từ Trùng Khánh đã đến Selangor trong tuần này. Thời gian lưu thông chưa đến 14 ngày đã nhanh hơn tuyến vận tải đường biển và mất thường thì phải mất từ đến 3 tuần. Các chuyên gia trong ngành dự báo lựa chọn là vận chuyển mới này sẽ thúc đẩy ngành sản xuất đường sắt và giảm đi chi phí vận chuyển đến 30%. Một số nông dân trồng sầu riêng dự tính xuất cảng sầu riêng mu sang Kinh bằng đường sắt sang Trung Cộng trong năm nay. Trong khi Trung Cộng tháng trước đã đồng ý nhập cảng sầu riêng tươi từ Malaysia. ASEAN Express sẽ kết nối các tuyến đường thương mại mới và các cảng nội địa trên khắp khu vực. Những cảng này thì bao gồm container ở tại Selangor, Lat Krabang ở tại Thái Lan và Thanalan ở tại Lào. Công ty đường sắt KTMB của Malaysia dự tính chạy hai chuyến một tuần giữa Kalina Jaya và Trùng Khánh. Mục tiêu cuối cùng là tăng tần suất lên chạy hàng ngày giữa hai thành phố. Và theo giám đốc điều hành là Mot Rani Hisham Sasubidin, nếu mọi việc thuận lợi thì công ty sẽ mở xe lửa chở khách trong tương lai bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của việt tv chiều nay và sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin việt nam